Ok, chào bạn. Chúng ta sẽ chơi ván cờ 4 người. Elo của mình đang là 1498. Thực ra mình đánh có hai ván, một ván thua, một ván thắng. Đây là ván thứ 3. Lên tốt. Mình là người đánh đầu tiên, có một chút lợi thế. Ok, ăn tượng thôi, không cho xanh nhập thành. Ui. Một đối thủ đã ra đi rồi. Chúng ta thấy là vàng ăn hậu chiếu hết luôn, rất kinh khủng. Lên tốt. Bây giờ đây nhập thành nữa. Mình ăn tượng cái vua ăn sang, vàng ăn hậu chiếu hết luôn. Quá nhanh. Về hậu. Ở đây chúng ta phải nhìn các hướng. Nhìn chéo sang bên này cũng chéo sang bên này. Bên xanh cũng vậy. Đây tốt. Vào xe. Mình cứ lên mã đã. Có vẻ như bên vàng cũng muốn đẩy tốt để phong hậu rồi. Lên tượng. Lên tốt. Một, hai, bốn, năm, sáu, bảy. Một nước nữa là vàng phong hậu. Đây, mình lên mã để tránh cho vàng phong hậu. Đây tốt. Chúng ta phải nhìn các hướng. Đây bên vàng trước mắt thì chưa bị thiệt hại gì. Lên tượng. Chúng ta thấy là xanh muốn chiếu hết, rất dã man.
Chết rồi. Vàng với xanh đang quê mình rồi. Nguy hiểm quá. Ăn tốt, hay quá. Như vậy là trước mắt thì không sao. Vàng bây giờ sẽ phải chạy nước chiếu lên tượng. Nước mắt xanh có lẽ sẽ ăn xe của mình, nhưng trong cờ này thì xe và tượng bằng nhau đều 5 điểm, không ăn rồi. Đây tốt. Đuổi tượng, à đuổi hậu. Vàng vừa về đuổi hậu. Xanh sẽ chạy đi đâu đây? Hậu. Chưa hiểu ra hậu để làm gì. Ok, mình về mã đuổi hậu. Tốt. Lại về cung. Vàng vừa ăn tốt của xanh ở đây này. Nước sau mình sẽ đánh thế nào đây? Ăn lại. Ok, lên tốt. Mục tiêu sẽ là phong hậu. Ủa, đánh nhanh thế nhỉ? Chiếu. Mình sắp có hậu rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là vẫn 2 nước nữa mới có hậu. Cần phải hết sức bình tĩnh. Như vậy là vàng và xanh đã đổi hậu với nhau. Đến lượt mình. Ok, bình tĩnh. Để cho hai đứa nó đánh nhau đã. Xanh. Chúng ta thấy xanh còn mỗi xe và mã. Vàng thì khá khẩm hơn khi có đôi mã, đôi tượng, một xe. Chiếu đôi, mình vừa chiếu đôi. Ăn luôn. Chết, chưa ăn được. Đến lượt xanh. Ra xe. Quay chiếu đôi. Ok. Bây giờ chỉ còn một xanh và mình. Ở đây thì xanh có xem nào, một xe một mã, còn mình là có hai xe hai hậu hai mã. Lực lượng quá chênh lệch.
Bây giờ sẽ quay. Còn tốt. Cứ bình tĩnh, không đi đâu phải vội. Lên tốt. Ok, bây giờ mình sẽ dồn quân để tấn công xanh. Đây, xanh có đỡ được không? Đây, tốt. Lên vua. Sắp thắng rồi. Lên vua tiếp. Bây giờ hai hậu đang đi truy sát vua. Rõ là hài. Rồi, một nước nữa thôi là xanh sẽ hết cờ. Ok, tuyệt vời. Cracking, đánh quá tởm. Ok, chúng ta sẽ xem lại ván đấu này. Ván đấu 4 người. Lần thứ 3, đây là ván thứ 3 của mình. Ván đầu tiên thì chơi thử nghiệm, không quay. Ván thứ hai là cái ván mà mình đã đăng rồi đấy. Và đây là ván thứ ba. Chúng ta thấy là thịt ngay hai con tượng của bên vàng và bên xanh. Xanh và vàng đánh nhau, mình thì cứ phát triển quân. Hài. Vàng cả xanh cứ đánh nhau, mình thì phong hậu. Vua xanh nó phải bị dồn vào đường cùng. Ok. Kết thúc ván đấu. Đôi hậu quá mạnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để sớm cập nhật những video hay. Cuối cùng là chào các bạn.